Người đẹp Doãn Hải My bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu khoe nhan sắc xinh tươi ở tuổi 21. Doãn Hải My được nhiều khán giả yêu thích khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở top 10 và giành giải phụ. Người đẹp tài năng, Doãn Hải My được nhận xét là có vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết. Cô hiện là sinh viên năm cuối Đại học Luật và đại diện Hội sinh viên Luật Châu Á tại Hà Nội. Doãn Hải My chuộng phong cách thời trang thanh lịch nữ tính. Do sắp thi tốt nghiệp, thời gian này Doãn Hải My tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung toàn bộ thời gian cho việc học. Nhờ ngoại hình khả ái, Doãn Hải My được nhiều thương hiệu mời làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo. Người đẹp tiết lộ cô yêu thích thời trang và làm đẹp nên đã mở một công ty kinh doanh mỹ phẩm. Tuổi trẻ cần có nhiều trải nghiệm và cống hiến. Tôi không muốn lãng phí một ngày nào. Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để vừa học tốt vừa kinh doanh, hoạt động nghệ thuật hiệu quả. Tôi mong thanh xuân và nhan sắc sẽ giúp tôi làm được những việc hữu ích dù rất nhỏ cho bản thân và xã hội, Doãn Hải My nói. Bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu trẻ trung, thanh lịch với váy áo hai màu đen trắng. Doãn Hải My tự tin khoe vòng eo 55cm khi diện bộ cánh gam đen may bằng chất liệu mềm mại ôm khít cơ thể. Công khai hẹn hò Đoàn Văn Hậu từ giữa tháng 8 nhưng Doãn Hải My và bạn trai cầu thủ vẫn kín đáo, không chia sẻ về chuyện tình cảm. Họ chỉ cho biết chưa có kế hoạch kết hôn vì cảm thấy bản thân còn trẻ, cần ưu tiên phát triển sự nghiệp trước.